chương cái doanh nghiệp của em. À, cái đó lại là tiếng Anh em. Ủa, anh chị con mình học trường quốc tế mà. Nhưng mà con đi học tiếng Pháp, phăng xe rồi, con rua rồi, hiểu không? Chứ hello rồi này nọ thì chị không có rảnh lắm, phăng xe rồi chị là. Vô chụp hình em. Vô. Rồi 1, 2, 3 rồi cả nhà thả tim nè, 3, 2, 1 đúng rồi. Thả tim. Ok, cảm ơn chị Ngọc ơi. Ra cho chị rồi chủ vô cái hai ông khoái. 1, 2, 3 ba ơi. Ok. Sau này có nói lời nào không à? Vô luôn à. Phụng ơi, vậy thôi. 1, 2, 3 cái nữa nha. 1, 2, 3 ok. Cái trò doanh nghiệp của em này nhờ.
chưa 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 làm việc là chưa đủ, mình phải cần cầu bổ sức khỏe nữa. Nếu mà có mệt thì hãy đến trong trường hạ thảo của em Tiến Lực. Tôi yêu Lâm Hồn, tôi yêu Lâm Hồn. Ủa ở đâu mà tiện đi trời. Ủa? Sao tự nhiên bận đồ cứ đi chen vậy trời? Hồi nãy em mới nói thôi. Thì đó, đó. Đừng có ôm lộn đâu mày. Ê à. Khỏe các bạn. Trang ơi có đồ ăn rồi Trang ơi. Rồi rồi. Anh chị ơi vô đồ ăn vô hả? Dạ không, chờ cho mình lấy ở đây rồi mình đem xuống dưới. Hoặc là mấy anh chị xuống dưới là ở dưới cũng có đem xuống luôn. Bữa nay ăn chay á. Ăn chay hả? Chờ đồ con trai của ông nội này mà đi trễ giống chị rồi với các băng em. Ủa khai trương là phải có băng hả? Đúng rồi, cái quan trọng là cái giai đoạn mà tháo băng ra cho khách chàng vô đó. Vô băng đỏ em vô. Có luôn. Dạ vâng, dạ em. Ủa em mấy đứa kia không có tới hả? Dạ Ngân dạ. Ngọc rồi đó. Chưa anh ơi, gửi hoa không à? Ờ, chị cũng đâu có thơm lắm ha. Rồi, cái nữa là hai đó. Rồi, sắp nữa. Ok. Rồi, bây giờ quay cái này. Bây giờ quay cái này. Rồi, nhìn em nha. 1, 2, 3, 4, ok ạ. Châu đang khoa đang ăn bánh, ăn đồ ăn. Rồi bia ra luôn, ra luôn. Trời ơi chưa gì ngon ở chạy sao bếp nó cứ chán mày tông gì đó. Rồi đứng đó, đứng đó đây, đứng đó. Đừng lắc. Ờ Ly đừng lắc. Lắc là một hai ba. Cái gì là ăn bao làm thì kêu cổ phần nhé. 1, 2,
rồi, cái nữa là gì vậy ơi? Chầm hôi, chầm hôi, chầm hôi, đẹp đã, đẹp đã. Rồi, 1, 2, 3. Ok. Rồi, ok là. Mọi người, thả tim, thả tim cái nào, thả tim cái nào. Thả tim cái nào mấy anh? Cười lên nè. Ok. Đi kia nhập chưa?